Rồi, chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái plugin rất là nổi tiếng trong cái khía cạnh là giúp chúng ta khử cái noise ở trong các cái video của chúng ta. Cái plugin này nó có tên là Neat Video Noise Reduction. Plugin này hôm nay chúng ta sẽ làm ở trong Premiere Pro. Và tất nhiên là mình có cung cấp cho các bạn file cài đặt cái plugin Neat Video dành cho Adobe Premiere Pro ở trong cái phần mô tả của video. Thì rất có mong là các bạn sẽ like, subscribe và chia sẻ kênh để mà ủng hộ mình thực hiện thêm nhiều cái nội dung cho cái kênh này ha. Rồi thì khi mà các bạn download cái plugin Neat Video Noise Reduction này về thì các bạn mở folder lên và các bạn sẽ cài đặt bằng file exe, được chưa? Sau đó thì các bạn sẽ dùng cái file có cái đuôi chấm .reg này để mà chúng ta thực hiện cài đặt cái registry cho cái video, cho cái máy của chúng ta. Thì để cài đặt cái registry này thì các bạn chỉ việc bấm chuột phải vào, các bạn chọn bấm vào cái merge thì nó sẽ đưa cái plugin này vào trong cái máy của chúng ta rất là nhanh chóng ha và đơn giản. Rồi thế thì bây giờ chúng ta sẽ vào trong Premiere Pro và ở đây thì mình sẽ import một cái video. Được chưa? Thì cái video này thì các bạn sẽ thấy là nó rất là có cái độ noise rất là lớn. Được chưa? Đấy, thì tại vì có thể là khi người ta quay thì người ta sử dụng cái ISO cao của cái camera, cho nên là nó làm cho với trong cái điều kiện ánh sáng yếu nữa thì nó làm cho video chúng ta bị noise rất là nhiều. Rồi thế thì chúng ta sẽ sử dụng cái plugin này để chúng ta khử cái noise để làm cho cái video nó mượt trở lại, được chưa? Giống như là bên phải của chúng ta ở đây. Rồi thế thì bây giờ ở đây mình sẽ đưa cái video của chúng ta vào trong để tạo một cái sequence mới ha. Được chưa? Và tiếp theo thì mình sẽ select cái layer của chúng ta ở đây và mình sẽ vào trong cái cửa sổ effect, mình đánh vào chữ Neat. Được chưa? Thì nó sẽ ra cái plugin Neat Video Reduction Noise, Reduce Noise, được chưa? Và mình sẽ lôi cái plugin này vào trong cái layer của chúng ta ở đây. Và khi mà kéo vào thì các bạn thấy nó cũng chưa có tác dụng gì. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào phần cửa sổ Effect Control. Thì đây chính là cái plugin Reduce Noise của Neat Video ở đây ha. Thì ở đây nó sẽ đòi hỏi chúng ta chọn một cái input frame, tức là nó sẽ cần chúng ta lấy một cái frame để làm cái sample để mà chúng ta bắt đầu thực hiện việc thử noise. Thế thì ở đây mình sẽ chọn, thường chúng ta sẽ chọn những cái vị trí nào mà chúng ta thấy được tổng thể cái cảnh quay của chúng ta, cái bối cảnh chúng ta thấy được noise ở các khu vực sáng và các khu vực tối một cách rõ ràng đầy đủ ha. Thì ví dụ mình sẽ chọn cái khu vực này, chọn cái frame này và mình sẽ bấm vào cái nút prepare ở phần input frame. Được chưa? Sau khi chúng ta bấm vào cái nút prepare xong thì chúng ta sẽ xuống phần cái nút build ở đây, mình bấm vào ở đây thì nó sẽ ra cho chúng ta cái cửa sổ giao diện của Neat Video. Và ở đây thì chúng ta sẽ thực ra chúng ta sẽ có thể bấm vào cái nút Auto Profile ở đây thì nó sẽ tự động nó chọn chúng ta cái khu vực cái noise để làm cái profile cho cái plugin này, được chưa? Và khi mà chúng ta đã chọn được cái profile rồi thì ở phía bên cửa sổ phía bên phải này chúng ta sẽ thấy có những cái thông số để chúng ta tùy chỉnh cho cái plugin này. Thế thì ở đây thì chúng ta sẽ có thể bạn thấy ở đây thì trong cái biểu đồ phía bên phải này thì chính là cái biểu đồ nó phân bố theo cái khu vực từ tối đến sáng của cái hình ảnh của chúng ta ha. Và tương ứng với cái khu vực từ tối đến sáng này thì sẽ là cái tức là cái độ mạnh về khử noise của cái plugin áp dụng cho từng cái khu vực.
nó để thể hiện theo cái biểu đồ. Và cái biểu đồ này nó cũng được phân thành ba cái kênh màu của chúng ta là red, green và blue, đúng không? Rồi thế thì ở đây thì chúng ta có thể, các bạn thấy là chúng ta có thể nắm kéo từng cái biểu đồ lên xuống theo từng cái khu vực, được chưa? Có nghĩa là sao? Có nghĩa là bây giờ chúng ta có thể can thiệp vào cái độ mạnh trong cái việc thử noi ở từng cái khu vực, từ tối đến sáng của cái hình ảnh, cũng như là từng cái kênh màu red, green, blue của chúng ta đó, được chưa? Vậy thì để mà chúng ta thấy được cái kết quả khi mà chúng ta thực hiện tùy chỉnh, thì ở đây chúng ta sẽ bấm vào cái nút begin ở đây. Khi chúng ta bấm vào cái nút begin á, thì nó sẽ thực hiện áp dụng cái thông số khử noi vào cái hình ảnh để chúng ta nhìn thấy cái kết quả, được không? Thế thì ở đây thì chúng ta có cái thông số noise level ở đây, tức là cái thông số tùy chỉnh chung dành cho cái tác dụng khử noi của cái plugin. Chúng ta có thể dùng cái noise level này chúng ta tăng giảm để các bạn thấy được cái hiệu quả khi mà ở đây ví dụ mình tăng lên rất là nhiều để cho chúng ta thấy kết quả đó, thì các bạn thấy hình ảnh nó sẽ càng mượt, nhưng mà bù lại thì sao? Thì khi chúng ta khử noise mà quá mức thì nó sẽ làm cho hình ảnh chúng ta mất cái detail, mất cái chi tiết, và nó làm hình ảnh chúng ta nó hơi bị blur một tí, đúng không? Đó thì cái nhiệm vụ của chúng ta đó là chúng ta sẽ phải tìm ra cái thông số nào mà nó cân bằng nhất giữa cái việc là chúng ta khử được cái noise của cái video và cái việc là chúng ta không làm mất quá nhiều chi tiết của cái hình ảnh. Đó là cái công việc của chúng ta. Thì như mình nói hồi nãy, thì cái thông số noise level này chúng ta có thể dùng cái biểu đồ ở trên đây, được chưa? Để chúng ta tùy chỉnh cho từng cái khu vực sáng tối khác nhau. Đấy. Thì chẳng hạn ở trong cái hình ảnh của chúng ta ở đây, thì các bạn thấy là cái khu vực ở đây thì cái khu vực mà chúng ta ở đây mình sẽ Ctrl Z lại, thì bạn thấy là trong cái hình ảnh chúng ta mà cái noise nó phân bố, thì các bạn sẽ thấy là cả cái khu vực sáng cũng như là khu vực tối, đúng không? Nhưng mà ở cái khu vực mà càng sáng thì cái noise nó càng, mình nghĩ là nó sẽ càng ít đi, được chưa? Và ở cái khu vực tối thì chúng ta sẽ thấy là cái noise nó sẽ càng tăng lên. Thế cho nên là ở đây mình sẽ build cái profile lại, và ở đây thì chúng ta sẽ tăng cái, ví dụ ở đây chúng ta có thể tăng cái độ mạnh trong việc khử noise ở cái khu vực tối. Được chưa? Mình sẽ kéo các biểu đồ này ở khu vực tối, và chúng ta sẽ để nguyên cái khu vực sáng, thì các bạn sẽ thấy là như vậy thì nó sẽ tăng cái độ mạnh trong việc thử noi ở những khu vực tối, còn khu vực sáng thì sao? Thì nó sẽ thực hiện thử noi với một cái mức độ nhất định thôi, thì nó sẽ giúp cho chúng ta bảo tồn được cái chi tiết ở những cái khu vực sáng của chúng ta, chẳng hạn như vậy. Thì các bạn thấy là cái biểu đồ này rất là có ích trong việc là chúng ta giúp chúng ta lựa chọn khu vực nào chúng ta muốn tăng giảm cái độ mạnh trong việc thử noi, được chưa? Rồi thì sau khi mà chúng ta vừa lòng với cái kết quả rồi, được chưa? Chúng ta có thể nhìn những cái từng cái kênh màu, và nhìn trong những cái khu vực mà chúng ta muốn, thì các bạn sẽ thấy là cái chúng ta có thể kiểm tra xem là cái chất lượng của việc khử noi nó đã ổn hay chưa. Và sau khi chúng ta vừa lòng rồi thì chúng ta sẽ bấm vào nút apply và nó sẽ áp dụng cho cái video của chúng ta. Và bây giờ thì các bạn có thể chạy cái video ở trên cái sequence của chúng ta để chúng ta xem cái video của chúng ta nó được thử noi như thế nào ha. Đấy thì các bạn có thể ở đây chúng ta có thể tắt mở cái plugin Deep Video Noise Reduction để chúng ta thấy cái tác dụng của nó. Và ở đây thì các bạn thấy kết quả khá là tốt, đúng không? Vừa mượt, vừa thử noise vừa mượt, và chi tiết của hình ảnh cũng được bảo tồn khá tốt. Rồi. Thì mình hy vọng là cái plugin này nó sẽ hữu ích cho các bạn trong quá trình chúng ta dựng phim, quay phim và dựng phim. Mong là cái tutorial này sẽ giúp các bạn hiểu thêm về cách sử dụng cái plugin này. Mình mong là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ kênh bằng cách là like, subscribe cũng như là chia sẻ kênh để mình có thêm động lực xây dựng thêm nhiều video hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.